Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử vi tuổi Mùi tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị may mắn, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, hoạn nạn. Những người tuổi Mùi thì rất ham học hỏi mà họ cũng có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ vậy, họ còn là người luôn luôn mang lại tiếng cười, niềm vui cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 4 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố nồng hậu, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc, hóa giải vận xui cho quý gia chủ tuổi Mùi. Trong tháng này thì cũng mang lại cho gia chủ những cơ hội đổi đời, và nếu biết nắm bắt chính xác thì chắc chắn chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý gia chủ tuổi Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết để có thể nắm rõ vận trình của mình. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về đường công danh sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Mùi trong tháng này không khởi sắc, và thậm chí là vì lo nghĩ nhiều gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, công việc không có nhiều thay đổi, nên gia chủ không nên quá lao lực, thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm nhâm dần 2022 chỉ ra rằng, những người tuổi Mùi kinh doanh buôn bán sẽ gặp thuận lợi nhiều vào thời điểm cuối năm chứ chưa phải là đầu năm như bây giờ. Hợp tác làm ăn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng, có điểm phá hoại, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, luận giải tử vi gia chủ tuổi Mùi năm nhâm dần 2022 cho thấy tài lộc tại thời điểm này của gia chủ kém, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều, tháng này gia chủ còn có xu hướng hưởng thụ nhiều. Theo đó thì tiền kiếm được nhưng lại khó tích lũy để dành vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a-dua đám đông. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của quý gia chủ tuổi Mùi không có gì đáng ngại. Tuy vậy khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái chính là nguyên nhân chính khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh cũng từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này thì mọi thứ sẽ dần trở lại ổn định. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mùi nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, nữ mạng cần phải đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị. Các quý gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ.
để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của quý gia chủ tuổi Mùi trong tháng này khá tốt. Với tuổi Mùi độc thân thì tháng này mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng, lứa đôi tìm đến với nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị. Đời sống, tình cảm vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi, dập dìu. Với những người đã yên bề gia thất thì tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, tiền bạc, công việc làm ăn và sức khỏe. Đôi bên không học cách chia sẻ thì ắt nảy sinh tâm lý chán trường, chính là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Ở độ tuổi này, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư và nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì có hệ số rủi ro quá cao. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Sự nghiệp của những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 phát triển khá tốt trong tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư đôi. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững tâm lý và khoảng cách thích hợp với các người khác phái và đồng thời quan tâm hơn đến gia đình. Nếu không thì rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Xem tử vi tháng Ất Tỵ trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Tân Mùi có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình làm và cho đó là đúng, đừng nên dễ dàng từ bỏ khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Thời gian này một số người tuổi Quý Mùi có xu hướng tìm việc làm thêm. Tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm thích hợp, vì kinh nghiệm chưa có, cộng với tính kiêu ngạo nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng và thậm chí là làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân vào những tình huống nguy hại, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị thì bạn mới có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Mùi trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 4 năm 2022, tức ngày 12 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 4 năm 2022, tức ngày 24 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ.
ngày âm lịch ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 4 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt, mến chúc quý vị luôn may mắn, bình an và thành công.